Trong tiếng Việt mình có một bài hát có một tựa đề khá là thú vị, đó là Trên tình bạn dưới tình yêu. Các bạn dịch câu này sang tiếng Nhật như thế nào? Nhân tiện thì hôm trước có một bạn hỏi mình về cách dùng của Ijo và Ika, thì trong quá trình tra cứu mình tìm được một bài kiến giải siêu siêu hay và siêu dễ hiểu, và ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn lấy nó ra để có thể hiểu thêm về cách dùng của những cái từ như là Ijo và Ika này nhá. Rất là dễ hiểu, các bạn cùng nhau nhìn màn hình cho mình nhá. Đây, người ta vẽ bằng hình ảnh cho chúng ta cực kỳ dễ hiểu luôn này. Thứ nhất đó là với Ijo và Ika thì nó sẽ bao gồm cả cái mốc kèm theo nó. Ví dụ như là, các bạn nhìn này, ở go ijo thì sẽ là từ 5 trở lên, bao gồm tức là cả số 5 đấy trở lên đúng không? Thế còn go ika thì sẽ là từ 5 trở xuống. Đó. Thế nên là với cái câu á trên tình bạn dưới tình yêu, mà có bạn nào mà dịch luôn thành là gì nhỉ? Tomodachi ijo và koibito ika thì nó mới chỉ đúng vế đầu thôi mọi người ạ. Vế đầu là gì nhỉ? Là trên tình bạn, tức là nó sẽ bao gồm cả tình bạn ở trong đấy đúng không nào? Tomodachi ijo thì đúng rồi. Tuy nhiên về sau lại sai nhá, đó là dưới tình yêu. Dưới tình yêu thì nếu mà chúng ta dùng là koibito ika thì nó sẽ nghĩa là bao gồm cả cái giới hạn là tình yêu đấy, tức là nó đã chạm đến tình yêu rồi. Vậy thì trong trường hợp này cái vế sau chúng ta sẽ phải dùng cái từ gì bây giờ? Trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng những cái từ mà nó không chứa đựng cái hạn mốc đấy. Và chúng ta sẽ có hai từ. Một là ở dưới cái mốc đó thì sẽ là miman, còn ở trên cái mốc đó chúng ta sẽ dùng koe hoặc là choka. Các bạn nhìn vào hình vẽ cho mình nhá. Đây, chúng ta có go miman thì nó sẽ bao gồm từ 1 đến 4, không bao gồm 5, được chưa nào? Và chúng ta có go koe thì sẽ tính từ 6 trở đi. Đó, vậy thì quay trở lại vấn đề của chúng ta, dưới tình yêu sẽ là koibito miman desu ne. Vậy thì ghép vào trên tình bạn dưới tình yêu sẽ là tomodachi ijo và koibito miman. Và đây là một bài giảng mà mình hoàn toàn tham khảo từ link này, thế nên là mình sẽ dán vào đây để tôn trọng vấn đề bản quyền nhá. Và hy vọng là các bạn đã bỏ túi được thêm một kiến thức thú vị nha.